đi, từ từ đi, mình ngồi dưới chân mình nha. Đứng lên, đứng lên, cẩn thận nha. Đi bắt tay luôn rồi. Ở đằng đó có con cây xù có vậy là bắt rồi quay được tiếp hay là kia nó rớt mạng cái bọc tay nhau. Người nó có hát thấy để họ khởi cái tâm lên, chứ không phải mình muốn quảng bá, mình tu mình không quảng cáo. Nhưng mà mình để áo mình cho tới đây còn để nó không biết kiếm chỗ nào nghiêm vô. Còn không có nghiêm mình để nằm lại cái khay cũng được. À rồi rồi rồi, ok hoan hỷ. Thấy chưa? Khởi lên cái là có người phụ an tâm rồi. Hoan hỷ thôi. Đó, bả đó, đó. Dạ rồi, ok, hoan hỷ rồi rồi. Không được. Đủ liền chứ có gì đâu. Chẳng những đủ mà còn dư nữa. Ai di đạo Phật, ai di đạo Phật, xin ta chân thành đại chúng chúng ta phát tâm tịnh tề để bắt đầu bước vào vị thánh học xa. Tỉnh Phật A Di Đà biến mặt trong 7 ngày đêm
dài thực hành pháp không sanh, đã dùng tịnh tài tiền của mà mua và đem các con về đây quyền tương nhờ đức từ của các đạo chứng minh gia hộ và họ trì pháp tam phương cho các con. Vậy hôm nay nhân duyên lần này ta quy cho các con dưới đức Phật A Di Đà dưới Phật danh hai chữ đó là Diệu Âm. Vì với chúng sanh nào cái bản sanh về ở dưới Tây Phương Cực Lạc đó thì chúng sanh đó đều có pháp danh hai chữ đó là Diệu Âm. Và một khi đã được bản sanh về ở dưới Tây Phương Cực Lạc đó, tức là chúng sanh đó đã phát huy được cái sức tự linh hồi để nói bắt nói chuyện thành chuyện tương lai, cho nên về đó gọi là Diệu Âm Như Lai. Và giờ này các con hãy lắng nghe bài chú vạn sanh của chư Phật. Khi nghe chú vạn sanh, các con hướng chọn tâm mình vào bài chú này để hưởng chọn Phật công đức chú của Phật. Và kế đến là các con họ là pháp tam quy. Tam quy là quy và quy pháp quy tâm. Thì các con họ là pháp tam quy, các con nghe rồi người chúng sanh nhiều âm ơi. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng. Thì ngay trong lúc này các con hãy khởi tâm chí thành chí chúng quy mạnh hưởng tâm thanh ba ngôi tam bảo mà tự thệ nguyện phát ra. Đề tự nhiều âm chúng con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy Phật, đời đời kiếp kiếp quy Pháp, đời đời kiếp kiếp quy Tăng. Đó là Pháp quy bên trong. Học chúng sanh và họ trì được Pháp quy, tức là quy bên ngoài đặt bên trong, thì sẽ nương nhờ được đức từ các đạo chúng minh gia hộ mà được thoát ra được khổ, đó là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Và ngoài ra các con còn phải quy Phật A Di Đà, niệm giảng học danh A Di Đà Phật, quyền vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Và hôm nay là ngày 21 tháng 3 Giáp Thìn, nhân duyên lần này mà các con đã được quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi và quy Dính Phật A Di Đà rồi. Vậy thì kể từ ngày hôm nay cho đến ngày khi các con xả bỏ sắc thú này, cùng lúc các con xả bỏ sắc thú, chỉ cần các con nhớ về sự quy của mình, hướng tâm thanh ba ngôi tam bảo, tức quyền quy và quy Pháp, quy Tăng, quyền quy với Đức Phật A Di Đà, quyền vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc và một dạ khí hình sắc niệm dạng đức hồng danh A Di Đà Phật, thì các con liền được giải thoát vạn sanh ngay trong lúc này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Ta đạo 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 ta
niệm Phật phóng sanh, phước huệ viên mãn, hồi hướng Tây phương, sen vàng thượng phẩm. Một ngày quán niệm Phật thấy buồn nan chán đời, một ngày chăm niệm Phật vui vẻ sống khơi khơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày quán niệm Phật đầu óc bỗng lang thang, một ngày chăm niệm Phật bước đi thật vững vàng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày quán niệm Phật thấy người sao qua ác, một ngày con niệm Phật nhìn đời cũng dễ thương. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày quán niệm Phật coi nhẹ chuyện sát sanh, chó mèo thành món nhậu, người sao quá vô tình. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày ta niệm Phật trong niệm Phật có thiền, đôi cành tâm trong rộng đây là món thần tiên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày quán niệm Phật cám dỗ bỗng nổi lên, một ngày có niệm Phật tham dục cách đứt liền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày quán niệm Phật lo lắng đến từng hồi, một ngày con niệm Phật tâm hồn thấy thanh cơ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày quán niệm Phật ăn nói cũng vội vàng, tính tình sao cao có rắc rối tới liên quan. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày quán niệm Phật ta lạc lối đi về, một ngày quên niệm Phật tham sân si tràn về. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày quán niệm Phật thì niệm sự si mê, một ngày quên niệm Phật đau khổ lại tràn về. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày chấm niệm Phật trong lòng thấy tự tin, cuộc đời đâu còn đó từ từ ta. Chúng ta chỉ còn khoảnh khắc nữa thôi, vì kiếp người quá vô thường nên tạo phước gieo duyên. Mau mau ta cùng nhau phóng sanh, nên hạn chế sát sanh. Ta nên ăn chay, vì ăn chay nếu được một ngày là đã phóng sanh được một ngày. Thế giới chạy trường là thế giới được bình an. Bao tay ách
được tiêu trừ sẽ tan biến trong vô hình, sức khỏe trường thọ dài lâu. Chú nguyện cho loài vật quy ấy vĩnh viễn không đọa đày, thoát qua cảnh cá chậu chim lồng, công đức này thật cao vời. Thương lắm sư phụ giác nhàn ơi, từng lời thầy dạy cho chúng con câu niệm Phật nghe nhẹ nhàng thanh thoát. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thầy báo thân người khó được Phật pháp khó nghe, hôm nay chúng ta được duyên lành quý tam bảo, như vậy là ta đã là con của Phật. Nếu là con của Phật thì ta phải từ bi bác ái, phải bố thí, phải ăn chay niệm Phật, phải phóng sanh, phải hoan hỷ, phải tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, phải biết thực hành giáo pháp của Phật sẽ mang lại cho ta sức sống an vui và hạnh phúc vô vàng. Niệm Phật phóng sanh đơn giản mà thù thắng vô cùng. Lão thật niệm Phật lấy giới làm thầy, cứu mạng kẻ khác như cứu mạng chúng ta. Sao không tự mình kịp thời sám hối ăn năn, lập công bồi đức phóng sanh hầu chuộc lại lỗi đã gây ra. Tạo một ngôi chùa không bằng cứu một sinh mạng, được sống chân lý ngàn đời không hề thay đổi. Thương cho súng sanh làm sao mạng sống như sợi chỉ mạnh, tan quán tan kêu gào cứu mạng giùm ơi hỡi người ơi. Kia là nước sôi sùng sục, cá đang nằm trên thớ trên dao. Theo gà bị hành hình lấy lò giết mổ, máu tuôn lấy trào vì cái chết quá thương tâm. Sao chẳng ngưng tội tình gieo chi màu tóc tan hận thêm. Ta nên phá tâm Bồ Đề để nhân loại sống trong bình an. Nếu ác nghiệp này có hình có tướng thì tận hư không giới không thể chứa hết tội tình. Ta nên bỏ ác làm lành, tâm từ mở rộng khuyên người phóng sanh. Ăn chay để cứu môi trường, đất trời vạn vật muôn loài đều an.